Xin chào anh chị, quay trở lại kênh chia sẻ thực tế ở nông trại 91. Thì hôm nay mình sẽ lấy một ít sâu canxi á, hay còn gọi là rùa dính đen á mọi người, để mang đi cho cút ăn. Thì mình quay lại video cho mọi người coi cho nó vui nha. Thì mọi người biết là cái con sâu canxi này nè, gia súc hay gia cầm gì nó khoái lắm, mà đặc biệt là mọi người biết không, nhất là những cái con gà hay là chim cút, chim trĩ á, là nó mê ghê lắm. Thì ở đây tại mình đang nuôi một ít chim cút thả vườn, chứ mình không có nuôi trong lồng á mọi người. Tại nếu như mà nhà nào trực á, nhà phố hay gì á, thì mình có thể nuôi cút ở trong lồng để đẻ trứng cũng được. Rồi mình tiện thể mình lấy cái phân đó rồi mình cho sâu canxi ăn. Rồi mình khử được mùi hôi chuồng trại luôn. Tại cái con sâu canxi này mọi người, nó khử mùi rất là tốt luôn nha. Đó. Đây nè mọi người, đó. Tụi nó đi cứ đi vòng 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 vậy. Nhưng mà ngặt nổi cái mọi người nha. Ở trại mình á thì mình chỉ che được có một khúc kìa nè. Nhưng mà mọi người nếu mà nuôi con chim cút này á thì mọi người để ý là những cái con mà mình thả sớm khóa tầm cỡ chừng 2-3 tuần tuổi mình thả thì nó khờ lắm, nó không biết chạy vô núp mưa đâu mọi người. Những con to thì nó biết núp, nhưng mà những con nhỏ thì nó ngơ ngơ ngáo ngáo đó. Nó cứ ở ngoài mưa vậy á, là nó ướt thì nó sẽ chết nha. Cho nên là nếu mà trời mưa thì mọi người có thể lùa vô hết. Đó. Ở đây nè mọi người, để mình đổ cho nó ăn nha. Nó mê lắm mọi người. Cái con này á. Đó. Mấy cái con cút nhà mình đó, nó mê cái con này lắm. Chút là nó bu lại đông đen luôn à. Nó ăn rất là ghiền luôn mọi người thấy không? Nó chưa có biết là có thức ăn. Nhưng mà lưu ý là cho dù mọi người nuôi con cút hay là con chim hay là con gà gì cũng vậy nha, mình cho cái con sâu canxi này nè, nó có rất nhiều chất dinh dưỡng, hàm lượng protein nó cũng cao lắm. Cho nên là mình cho nó ăn vào khung đời giờ nhất định thôi. Một buổi sáng á, tầm khoảng 8:30-9 giờ á, thì mọi người có thể cho nó ăn nha. Rồi tới đầu giờ chiều khoảng 12 giờ 1 giờ, nếu mọi người cho nó ăn trễ quá, sau khoảng cỡ chừng 2 giờ mấy 3 giờ, thì nó sẽ bị dư chất, nó không ít vận động lại mọi người, thì nó sẽ bị đi phân sống nha. Có nhiều con như là vịt á, là nó sẽ bị ngoẻo cổ rồi bại liệt luôn á. Thì nếu như mà mình không cấp cứu kịp thời thì nó sẽ bại liệt rồi nó chết luôn. Thì bởi vậy nó tốt thì nó tốt thiệt, nhưng mà nếu như mà không biết cách cho ăn á, nó đơn giản thôi. Nhưng mà nhiều người nuôi được cái con này nè, nó dễ nuôi mà. Mà mình cứ lấy cho nó ăn đã đời luôn. Mình phải cho nó ăn vừa thôi, chứ không phải là có nhiều xong rồi cứ na cho nó ăn cả ngày vậy là nó dư chất. Tại vì chiều rồi nó ít vận động, chuẩn bị đến giờ ngủ á, thế đâu có vận động đâu. Thì nó ăn thì nó sẽ bị kiểu như đi phân sống, nó không có hấp thu hết đạm. Thì nó đi phân sống thì nó gây ảnh hưởng tới cái con chim hay con cút của mình lắm. Thì nó đừng ruột nó không có tiêu hóa hết mà. Thì mình chỉ cho ăn vào 2 khung giờ, thí dụ 9 giờ sáng với lại 1 giờ rưỡi thôi. Sau 2 giờ rưỡi chiều thì mình đừng có cho ăn nữa. Tại vì có nhiều người thì cho ăn ít thì nó cũng không sao, nhưng mà nếu mà cho lỡ quá tay, cho nhiều quá á, mà đặc biệt là có nhiều bạn là mới nuôi á, xong rồi mê quá cứ cho chim cho gà ăn, vịt ăn là nó đi phân sống liền à. Rồi cũng có nhắn tin hỏi mình thì mình hỏi ra là biết ngay là cho ăn nhiều quá, tại vì nuôi được á khoái. Khi mà thấy mấy con cút này nó ăn đảo quá mà, hay con gà cũng vậy, cái là cứ tấp vô thì nó ăn, nó đâu có xử lý hết đâu, thì nó không có giống như là tốt. Thì mọi người nên lưu ý vậy thôi. Chứ cái con này ăn, mọi người thấy không, cút ở chỗ nhà mình nó có ở trong này có 2-3 loại, là tại vì nó nở, mình ấp trứng nó nở không có đều á, từng đợt một. Thì mọi người thấy mấy cái con to tầm lạng 1, lạng 2 á, còn con nhỏ nhất thì cũng
60-70 gram gì đó. Nhưng mà nó không có hiện tượng mổ nhau nha mọi người. Tại vì nó ăn cái con này là nên nó cũng đủ chất. Chứ còn nếu mà nó thiếu chất á, thì nó mổ nhau ghê lắm. Đó, cái con kia nó đang đạp mái kìa mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nó đè nhỏ ra nó đạp. Thì con mấy cái con chim này thì tầm bốn mấy năm chục ngày rồi, sắp để rớt trứng rồi. Đó. Nuôi cút mà thả vườn thì ăn cũng thịt cũng ngon lắm mọi người. Tại ở đây á, nhiều bạn tới mua lẻ lẻ tầm 10 con, 20 con á, trại mình cũng có bán luôn. Tại chia lại cho bà con về ăn thử á, thì cái thịt này ngon lắm, roti lên hay là hầm thuốc bắc á cũng đã lắm. Tại vì mình nuôi ở đây là rau nè, rau muống, rau lang với lại sâu canxi, cám bắp, cám ngô. Cho nên là cái thịt nó cũng ngon hơn là nếu mà mình bất đắc dĩ lắm, không có diện tích á, thì mình nuôi trong chuồng á, thì nó thịt nó bở hơn. Còn như mọi người biết nha, không phải là những ai mà chăn nuôi thả vườn như mình mà bán giá cao đâu. Tại vì thí dụ cái con này á, khi mà con thịt tầm mình bán á, 10-20 ngàn ha, tùy con, tùy cái size đó. Còn những cái trại người ta nuôi, người ta bán ngoài thị trường, mọi người đang ăn cút á, không có cút ngon đâu. Cút đa số là cút cái dạng mà khi mà mình nuôi trại nhiều vậy nè, là mình chỉ lựa mái để lại để làm giống thôi. Còn trống nhiều quá thì mình phải bỏ nó bớt đi. Thì những con trống đó khi mà mình bỏ thì tầm 25 ngày là mình giạt ra rồi. Là 25 ngày thì mọi người nghĩ nó đã cứng cáp gì đâu. Mà mấy con cút mà ngoài chợ là, một là cút trống 25 ngày nó còn non ngày lắm, cho nên nó chưa có chất gì hết. Thứ hai là cút mà mái mà nó đẻ khai thác được 1-2 năm rồi á, nó đẻ hết trứng rồi, bây giờ nó không còn sức để đẻ được nhiều trứng nữa, mà chỉ ăn được nhiều thôi á, thì người ta hốt người ta bán ra ngoài thị trường. Thì con, ví dụ con 10 ngàn, mọi người thấy con cút 10 ngàn, 8 ngàn cũng có nữa, là cút già á, cút không chất lượng á, thì người ta bán ra. Thì khi mọi người ăn những con cút đó thì cảm thấy nó lạc và nó sạp á. Còn khi mà ăn những cái con cút thả vườn như này nè, mình nuôi tới 50 ngày rồi á, mình cũng chưa bán nữa. Có những con là ra 60 ngày luôn thì cái thịt nó rất là chắc rồi mọi người. Và đặc biệt là nó vận động như này nè. Đó. Thả nó đi thoải mái luôn. Mọi người đi vòng vòng ngoài này nó ăn rau ăn cỏ. Rồi mình cho ăn cả sâu canxi nữa thì nó rất là khỏe luôn. Thì cái giá nó mắc hơn chút đỉnh mà mình không dùng kháng sinh nha mọi người. Ở những cái bình nước như vậy á, là rượu tỏi á. Rượu tỏi thì mình cũng làm có một cái video để chia sẻ về cách ngâm rượu tỏi ở trại mình á. Thì từ khi úm cho tới khi mà lớn như bây giờ luôn là đều sử dụng rượu tỏi không à. Không có thuốc men gì hết. Chim đồ vậy á, mà dễ nuôi mọi người, chứ gà đồ vậy chứ khó chơi lắm. Gà đồ á, nó ương á. Nóng quá nó không chịu, lạnh quá nó không chịu, hay bị CRD rồi hen khẹt, rồi bị kiểu giống như là bị phân ở trích ở đít á. Mình nuôi mà nếu mà không vaccine không ấy thì nó chua lắm. Mà vaccine thì mọi người biết là phải cách ra khoảng 15, có loại vaccine là 25-30 ngày mới được xuất hàng cho người bán để bán ra ngoài thị trường á. Nhiều trại á, thí dụ thấy nó ăn dữ quá mà tới ngày xuất rồi mà nó bị bệnh á, tấp vaccine vô xong rồi cũng bán ra thị trường, không có được kiểm tra gì á. Thì nhiều người dân mình mà thì mình mua vô mình đâu có biết đâu, người bán sao làm được, người mua mới làm thôi. Là mình mua mấy con về ăn rất là độc, tại vaccine trên cái thuốc á, là nó đã ghi là phải cách ra 15 ngày mới được ăn cái con vực đó. Thì nguy hiểm lắm. Bởi vậy mọi người thấy hàng mà rẻ rẻ thì mình cũng nên đặt dấu chấm hỏi. Thí dụ những cái chỗ nào mà uy tín á, thì họ kẹt tiền họ bán thì không sao. Chứ nhiều trại mà họ sợ ăn nhiều quá tốn chi phí á, người ta cho xuất khi mà chưa hết thuốc vaccine á, thì rất là nguy hiểm cho cái vấn đề mà thực phẩm luôn. Thì đó, mình chia sẻ cho mọi người coi cho vui mắt vậy thôi. Mọi người thấy nó ăn đã không? Thì nếu như mọi người muốn xem những cái video chia sẻ thực tế về quá trình chăn nuôi ở trại mình, về rùa lính đen hay là sâu canxi, cũng như là sâu canxi đó, là giống nhau nha mọi người, với lại chim cút này, chim trị thả vườn, thì dế mèn thái nữa, mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký để xem được những video mới nhất của trại mình ha. Cảm ơn mọi người đã coi đến hết video nha.